Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ ra video là vệ sinh buji và thay buji mới. Mình có thay ở thay hạ của Brick tông số AR102 AR10ZRS. Đây, đầu tiên mình sẽ tháo hai cái ốc của lắp bình ắc quy ra nhé. Đây, mình trước khi quay video mình vừa quay mình vừa làm cho mình xoay trước không. Tiếp theo mình sẽ tháo hai con ốc ốc nhựa ra nhé, mình chọc vào này, chọc vào cái kiện thế nhé, bên này cũng vậy nhé. Cậy ra đường nhựa là mình đã chọc vào cậy ra rồi đây. Bước thứ hai, tháo hai ốc ở trên kia này ra, hai ốc ở trên kia này mình tháo cho cốp xe mình tháo ra trước rồi, tại vì mình quay mình cho mình tự tháo cho các bạn tự tháo ra nhé. Sau đó mình sẽ cầm tay giật cái ra nhé các bạn nhé, giật ra nhẹ nhàng. Cố kéo chút nào được. Đấy, ok nha. Sau đó mình sẽ dùng giật tay giật cái này ra. Đây, nữa. Lắp đậy. Lắp đậy. Buji. Đó, kia buji đây. Có buji đây. Mình dùng khẩu 16 nhá. Dùng khẩu 16. Mình dùng khẩu 16 các bạn nhé. Mình vừa tự làm vừa tự quay. Dùng khẩu 16. Buji cũ hôm nọ mình có qua vệ sinh cũ qua cái mà hôm nay nó đã đen xì rồi. Hôm nay mình quyết định thay buji khác vậy. Đấy. Buji zin của nó là LGKR mã MR79E. Hôm nay mình sẽ thay buji hãng Brick. Đây mã đây. Mình tự thay nhá, mình cho khẩu 16. Dùng khẩu 16 các bạn nhé. Chặt tay rồi, sau đó mình dùng khẩu xoắn chặt. Sau khi mình siết chặt tay rồi nhá, đóng cái lắp nhựa này của nó vào. Rồi bây giờ mình sẽ tự thử nổ máy các bạn nhé. Mình thấy trên cộng đồng mạng là thấy bảo là thay buji ở hãng Felix này vào chạy sẽ bốc hơn, mai sau mình sẽ thử chạy thử xem. Ok bạn nha, còn các bước video lúc nào các bạn tự làm lặp lại như lúc đầu mình tháo ra cái nào lặp lại như thế. Chào các bạn nha.